Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Được trời Phật ban cho phước báu, tuổi Kỷ Dậu 1969, từ 56 đến 100 tuổi, vượt qua đại hạn, đón thời giàu sang, nếu tránh được ba điều này. Kỷ Dậu mạng thổ cung khôn, đại trạch đất lớn ở thì say mê, thìn tuất sửu mùi chẳng chê, tị ngọ 6 tháng nặng về an thân, thu đông hai mùa nên thân. Hai mùa làm đặng công thần chẳng lo, số này lúc nhỏ lao đao, hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn, tính người ngay thẳng chẳng giang. Lại thêm có số tu hành thọ thân, tha phương lập nghiệp mới nên, cửa nhà an ổn gia môn thuận hòa, số này hưởng lộc tuổi già, cũng như áo gấm lại càng thêm hoa. Vâng, thưa cô bác, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, thời trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Dậu sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện và kiên nhẫn, nên từ năm 56 đến cuối đời là lúc tuổi Kỷ Dậu đón nhận thiên mệnh, đổi hoán sao rời. Chỉ cần cấm ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hoàn thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu 1969, theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao, từ năm 56 đến 100 tuổi cần lưu ý điều gì? Mời quý vị chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, tính đến nay nhiều người cũng đã rơi vào độ tuổi 55 rồi nhỉ, ở độ tuổi này ngấp nghé độ tuổi bước sang tuổi già, có những người thường đi du lịch đây đó, tận hưởng hết tháng ngày còn lại của cuộc đời, tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh khác thì không được như vậy, nhiều anh chị than phiền rằng ở cái độ tuổi này rồi còn thăng tiến trong sự nghiệp gì nữa, có anh chị bảo rằng thăng tiến sự nghiệp làm gì, khi già rồi chỉ chờ chết thôi, nói vậy đâu ai muốn gần đến cái chết. Cô bác biết không, ở ngoài kia không phải ai cũng có tiền để an nhàn hưởng thụ. Có những người tuổi Kỷ Dậu già yếu rồi đến gần tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn cố gắng tần tảo, làm việc được đồng nào hay đồng ấy. Để trang trải cuộc sống này, anh chị tuổi Kỷ Dậu, anh chị đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn thực sự ổn, hay có bất ổn gì không, anh chị có biết không? Bước vào hậu vận cuộc đời là phong thái, khí chất khí độ của một người. Đây là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của người đó. Giai đoạn này của cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu, nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay thì lại khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao mới, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ, mệnh chủ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can. Không cầu thả nông nổi buộc chụp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng. Người tuổi Kỷ Dậu, nhìn bề ngoài thì thấy như hồ đồ, chỉ là họ không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Đại trí là loại nhường nhịn, lấy đức mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ gì lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Kỷ Dậu thích cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua,
trong lòng như trăng sáng, tâm nhìn nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Kỷ Dậu chọn một cuộc đời thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Kỷ Dậu luôn chọn cho cảnh giới khác với những người xung quanh, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu 1969. Người sinh năm này rất tinh nhanh, năng nổ và có khả năng giao tiếp tốt, họ thường được người khác xem trọng, có quý nhân giúp đỡ, tham vọng, nuôi chí lớn. Tuổi Kỷ Dậu túc trí đa mưu, tiền đồ sáng lạn, tuy nhiên tính tình thất thường, hay bỏ cuộc vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất cái lợi to sau này. Bù lại, người này tâm tính nhân hậu, khoan dung, trí nhớ tốt, khẩu vị tốt, giỏi diễn xuất và tự tin thể hiện mình. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu là những quý cô, quý bà đáng tin cậy, nhưng có phần tọc mạch, háo ăn, thích cạnh tranh và thiếu tự chủ. Người tuổi Kỷ Dậu nên đeo ngọc bội hình Phật độ mệnh, làm từ ngọc ngòa điền, vật này sẽ giúp cầu các kỵ hung, một đời bình an. Phật độ mệnh của tuổi Kỷ Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Nếu tuổi Dậu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Vô Động Tôn Bồ Tát che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Về tính cách tuổi Kỷ Dậu, có tính cần cù, kiên trì không biết mệt mỏi, có tính tiến thủ, làm việc ổn định, dám dũng cảm xông lên phía trước, có chí hướng lớn của phái giang hồ hiện đại. Có hai cá tính đối nghịch nhau, khi gặp khó khăn rất kiên tâm vững vàng, tư tưởng kiên định, quyết đoán, nhưng lại hay dao động về tình cảm khi gặp xúc động mạnh. Thân thiết, ôn hòa, sống ngăn nắp đâu vào đấy, biểu hiện một đức tính quá cẩn thận và rất dè dặt, thích chính xác và ham mê điều tra, nghiên cứu, giàu lòng thương người và đức tính từ thiện mạnh mẽ, có cá tính ngang ngạnh, rất ghét sự ỷ lại vào người khác. Tuổi Kỷ Dậu là những người nhìn xa trông rộng và có sức sáng tạo, họ nhanh nhẹn hơn người, làm việc gì cũng có kế hoạch và có nhiều ý tưởng thú vị, đồng thời cũng có khả năng hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc và tư duy thấu đáo. Chính vì vậy, họ rất chán ghét những công việc đơn điệu, lặp đi lặp lại, không có thử thách. Nếu cảm thấy công việc nhàm chán và quá ổn định, tuổi Kỷ Dậu thường rơi vào tình trạng bức bối, họ tìm cách lối thoát qua việc từ chức, hoặc tự mình lao vào những cạnh tranh, thách thức để chứng tỏ bản thân, họ mong muốn có thể tự dựa vào sức lực chính mình làm nên đại nghiệp. Người tuổi Kỷ Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào con đường sự nghiệp của bản thân, nhưng cũng có lúc sẽ vì kỳ vọng quá lớn mà thất vọng, dẫn đến thất bại. Về tài lộc chọn đời Kỷ Dậu 1969. Người cầm tinh con gà là người có hoài bão, lý tưởng cao đẹp, số phận có tiền đồ sáng lạn, rộng mở, mỗi khi gặp khó khăn, khắc có cơ hội cứu cánh xuất hiện, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, họ có chí tiến thủ, muốn tự dựa vào sức mình lập nghiệp, chứ không chỉ dựa vào nguồn thu nhập ổn định mà sống qua ngày. Xét về lâu dài, tuổi Kỷ Dậu có vận số tài lộc tốt, tuy nhiên, cần chú ý cẩn thận trong việc kiểm soát tài chính, chứng khoán, lúc hưng thịnh cũng không nên đầu tư toàn lực. Tuổi Kỷ Dậu hợp với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Dậu nên hợp tác, giao hảo với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Về tình cảm, gia đạo chọn đời tuổi Kỷ Dậu 1969. Về phương diện tình cảm, đàn ông tuổi Kỷ Dậu là người thích sự tự do, bình đẳng, họ tin rằng trong tình yêu hai người nên tôn trọng lẫn nhau, tránh giải quyết vấn đề bằng cách tranh cãi. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu lại là người dũng cảm, hướng ngoại, họ sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong chuyện tình cảm và cùng lúc cũng có những mặt rất dịu dàng, quyến rũ. Ngoài ra, các quý cô tuổi Kỷ Dậu không thích bị bó buộc trong tình ái và luôn hướng về gia đình. Trong tử vi, Dậu và Thìn tạo nên một góc lục hợp, do đó thì được gọi là lục hợp quý nhân của Dậu. Tuổi Dậu nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con rồng để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn hợp với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, đây cũng là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Dậu. Về sức khỏe chọn đời Kỷ Dậu 1969. Trong ngũ hành, tuổi Kỷ Dậu thuộc hành kim, đặc trưng của kim là khô ráo, dương khí mạnh, khí khô lưu thông qua phổi. Vì vậy, người hành kim thường mắc các bệnh liên quan đến phổi và khí quản, đặc biệt là các loại bệnh có đặc tính khô, nóng. Đề phòng bệnh dưỡng thân, tuổi Kỷ Dậu hãy chú ý ăn uống, nên ăn nhiều thực phẩm có tính âm, đồng thời học cách điều hòa tâm tính, đừng lo lắng quá nhiều, giữ đầu óc cởi mở và linh hoạt.
Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Kỷ Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Vô Động Tôn Bồ Tát phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Thêm vào đó, tuổi Kỷ Dậu có thể chọn những vật trang trí nhà cửa có hình dạng quả hồ lô. Từ xa xưa, hồ lô đã có ý nghĩa là vật cát lành, trừ tà, xua đuổi bệnh tật, có thể giúp cầu sức khỏe tốt, đồng thời đem lại nhiều may mắn. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Kỷ Dậu 56 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Kỷ Dậu 1969, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Bản mệnh Kỷ Dậu có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970, dương lịch, thuộc tuổi Kỷ Dậu, cầm tinh con gà, thiên can kỷ kết hợp với địa chi Dậu, giải nghĩa là báo hiệu chi kê, gà gáy. Tuổi 1969, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi. Hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt, can kỷ tương hợp với can giáp, chi Dậu lục hợp với chi Thìn. Đối với nam mạng Kỷ Dậu, năm 2024 này, nam mạng Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc, thành công đến nhờ vào kiên định, chiều sâu trong nghề nghiệp. Nếu mệnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sức bền, ý chí dũng cảm thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Vận trình tử vi của nam tuổi 1969 trong năm Giáp Thìn nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan, đắc ý. Muốn mọi sự thuận lợi thì nên có sự khiêm nhường, suy xét tính toán kỹ lưỡng thì thành công mới được vững bền. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Dậu 1969 sẽ có nhiều may mắn trong công việc. Điều này xuất phát từ sự kiên trì, vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc. Đôi khi, công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm, vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, nam Kỷ Dậu không phải quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, cấp dưới giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ đến. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến, những khoản tiền tích lũy từ thời trẻ đến nay vẫn đều đặn sinh lời. Công việc có sự gia tăng về thu nhập, xứng đáng với những nỗ lực, kiên trì của bản mệnh. Ở độ tuổi 56, nam mạng Kỷ Dậu nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu, bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hai mục đích, chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ, đầm ấm. Bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Bước sang tuổi 56, nam Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh. Tập thể dục, đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể nam Kỷ Dậu xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Đối với nữ mạng Kỷ Dậu, năm 2024 này, nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có các phương diện cuộc sống tiến triển khả quan hơn so với năm cũ. Người làm kinh doanh sẽ nắm bắt được thời cơ, làm việc hiệu quả, chuyên tâm và dứt khoát nên gặt hái được thành tựu. Chỉ cần giữ được uy tín đã gây dựng, các mối quan hệ tốt đẹp thì sự nghiệp sẽ thành công. Vận trình tử vi của nữ Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn những thách thức, lời khuyên cho bản mệnh là nên cẩn trọng, khiêm tốn. Đến độ tuổi trung niên, lão niên thì không nên ham muốn, truy cầu nhiều nữa, cuộc sống an yên giản dị sẽ tích lũy được phước báu. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Dậu 1969 đa phần đã về hưu, chỉ còn một số đang làm việc ở những vị trí ổn định, công việc. Sự nghiệp năm này có nhiều cơ hội,
bản mệnh nếu làm việc vừa sức, biết tiết chế trong hành xử thì sẽ hoàn thành tốt đẹp công việc. Đôi lúc, công việc sẽ gặp một số vấn đề cần giải quyết, mỗi lần như vậy, nữ Kỷ Dậu không nên quá mức dụng tâm, để mọi việc thuận theo tự nhiên, có niềm tin thì mọi việc tự khác sẽ suôn sẻ. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt, những khoản đầu tư, tiết kiệm vẫn đều đặn sinh lời theo kế hoạch đề ra. Để quản lý quỹ dự phòng an toàn, nữ Kỷ Dậu không nên chi tiêu quá hào phóng, chỉ dùng tiền vào những mục đích hợp lý. Ở độ tuổi 56, nữ tuổi Kỷ Dậu nên thay đổi kế hoạch quản lý tài chính. Những khoản nên đầu tư là sức khỏe, đời sống tinh thần, tri thức. Khi dùng tiền chính đáng, tiền bạc sẽ mang đến cho bản mệnh sự hạnh phúc, thỏa mãn. Vào năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng 1969 được êm ấm, thuận hòa, để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, yêu thương, bản mệnh nên dành thời gian tổ chức hội họp, ăn uống quây quần, sự chu đáo, đảm đang, quan tâm đến sở thích, mong muốn của gia đình của nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ khiến tình cảm giữa mọi người luôn gần gũi và ấm áp. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, nữ Kỷ Dậu hãy giữ tâm tính mình luôn hiền hòa, tích cực, khi biết bao dung, chia sẻ, các mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận. Đối với chuyện thị phi, chỉ cần giữ tâm ý sáng trong, không màng lời nói của người khác thì sẽ được an nhiên, vui vẻ. Bước sang tuổi 56, nữ Kỷ Dậu nên chủ động chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phòng trừ bệnh tật và nắm bắt tình trạng cơ thể. Rèn luyện cơ thể, thường xuyên đi bộ, ăn uống chừng mực, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp nữ Kỷ Dậu dưỡng sinh và có sức khỏe tốt hơn trong năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên giữ nội tâm cân bằng, cảm xúc ổn định để thân tâm khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa từ bên trong đến bên ngoài. Năm 2024, tuổi Kỷ Dậu có sao Vân Hớn chiếu mệnh, trong hệ thống sao Cửu Diệu Vân Hớn là sao chung, vừa tốt vừa xấu, chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Gặp sao này, nếu nữ Kỷ Dậu là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế, vì thế càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. Tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc, vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Dậu 1969 nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ, năng vận động để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ, cạm bẫy bên ngoài. Vận niên của Kỷ Dậu trong năm 2024 là Mã Ngộ Đao, tức là ngựa chiến bị thương. Năm có vận niên này thì cần chú ý khi xuất hành đi xa. Nếu bản mệnh biết kiềm chế, bình tĩnh trong công việc, làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ bảo toàn được thành quả. Công việc kinh doanh nên tiếp tục vận hành như trước, không nên vội vàng đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, cuộc sống hôn nhân thấu hiểu yêu thương nhiều hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Vân Hớn và hạn ngũ mộ, tuổi Kỷ Dậu nên sống lương thiện, làm việc tốt, giúp đỡ người khó khăn. Khi cuộc sống chính trực, không có gì phải hổ thẹn thì bản mệnh không cần lo lắng. Bên cạnh đó, để thu hút may mắn và giảm bớt vận hạn, tuổi Kỷ Dậu 1969 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn tại gia hoặc tại chùa gần nhà. Nghi thức này được thực hiện một lần đầu năm, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy điều kiện gia đình, thể hiện được sự trang trọng và lòng thành tâm là được. Tuổi Kỷ Dậu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mật Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương để cầu may mắn, tốt lành cho năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Dậu 1969 được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, mệnh chủ nữ Kỷ Dậu đeo mặt Phật Bất Động Minh Vương bên mình để luôn được Đức Phật bảo hộ, che chở, dẫn đường chỉ lối. Nữ mạng 1969 mệnh thổ, những vật phẩm mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng, nâu, tương hợp hoặc đá mã não đỏ, tương sinh, rất tốt cho bản mệnh. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Kỷ Dậu 1969. 1. Chọn tuổi hợp với Kỷ Dậu 1969. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng. Nam mạng Kỷ Dậu nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thành công thu về nhiều kết quả và lợi nhuận. Lựa chọn vợ. Vợ chồng sẽ sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, tiền bạc lúc nào cũng dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn.
Khi nam mạng Kỷ Dậu lựa chọn kết duyên với những tuổi vừa hợp về tình duyên vừa hợp về tài lộc là Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần và Đinh Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường, tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không dư dật khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn và Nhâm Tuất. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi nam mạng Kỷ Dậu thành gia lập thất với các nữ mạng tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi và Tân Sửu. Nguyên nhân là vì những người tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Tuổi Đại Kỵ, nam mạng Kỷ Dậu không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc với mình như Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều trắc trở, rủi ro, khó được thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở, không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi chuyện phải hết sức thận trọng và giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơm may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng. Kỷ Dậu nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần để cộng tác trong công việc, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ dàng thành công và mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải bận tâm suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì, tiền bạc lúc nào cũng dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì Kỷ Dậu nữ mạng nên tiến tới hôn nhân với những tuổi vừa hợp về tình duyên lại vừa hợp về tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ và Mậu Thân. Tình cảm vợ chồng vẫn mạnh nồng, thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất và Bính Thìn. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả khi Kỷ Dậu nữ mạng nên duyên chồng vợ với các nam mạng tuổi Quý Sửu, Đinh Mùi và Tân Sửu. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn về đường tình duyên và đường tài lộc. Bạn cũng không nên tiến tới hôn nhân vào những năm xung khắc trong chuyện tình duyên là 18, 24, 29, 30, 36 và 41 tuổi, sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa xa cách. Kỷ Dậu nữ mạng sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch, thường gặp nhiều trắc trở trong việc tiến tới hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, nữ mạng Kỷ Dậu không nên cộng tác hay kết duyên với những tuổi xung khắc với mình như Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão. Nếu kết hợp mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều rủi ro, khó được thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơm may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. 2. Màu sắc hợp mệnh với Kỷ Dậu 1969. Màu hợp tuổi Kỷ Dậu, mạng thổ, màu tương sinh, người mạng thổ có khá nhiều sự lựa chọn màu cho trang phục trong ngày đầu năm mới, bởi họ rất hợp với màu đỏ, màu hồng, hỏa sinh thổ, còn màu vàng và vàng đất lại chính là màu bản mệnh của thổ, nên càng tốt hơn. Màu tương khắc, người mạng thổ nên tránh dùng màu xanh trong trang phục vì mộc khắc thổ. Chọn màu xe hợp với tuổi Kỷ Dậu, nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua xe màu tương khắc với mạng của chủ nhân, mua chiếc xe có màu tương sinh với mạng người chủ, thì chiếc xe đó thường đem lại lợi lộc, khi lái xe sẽ thoải mái trong lòng, ít khi bị hư hỏng bất ngờ, và nếu rủi ro có bị tai nạn, thì thường bị nhẹ hơn màu tương khắc. Mua chiếc xe có màu cùng hành với người chủ cũng tốt, nó ít khi gây phiền phức, nhưng cũng không được lợi bằng màu sinh nhập, cùng hành là cùng màu theo ngũ hành. Mua xe có màu tương khắc với mạng người chủ thường làm cho sức khỏe người chủ trở nên suy yếu, trong lòng bực bội khi ngồi vào tay lái, bị buộc phải lái đi làm những việc mà trong lòng không muốn, xe bị trục trặc thường xuyên, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, bị cọ quẹt hay bị phá phách một cách vô cớ, khi xảy ra tai nạn thì bị thương tật và chiếc xe bị hư hại nặng nề, có khi phải vứt bỏ. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, tương sinh không có nghĩa là hành này sinh ra hành khác, mà là dưỡng nuôi, trợ giúp, làm cho hành kia có lợi, thí dụ như thủy sinh mộc,
Nước sẽ làm cho cây tươi tốt, mộc sinh hỏa, cây khô dễ cháy tạo nên lửa. 3. Phật độ mệnh của Kỷ Dậu 1969. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Kỷ Dậu 1969 được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh thổ, nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, hành thổ, là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ, hành hỏa, vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó may về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thân chủ. Tuổi Kỷ Dậu 1969 nên chọn các loại vòng tay đá màu nâu, vàng đậm, thuộc hành thổ, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu đỏ, hồng, tím, thuộc hành hỏa, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Dậu 1969 đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Ngoại tình chính là vấn đề nhức nhối ở trong xã hội hiện nay, ngoại tình sẽ xảy ra với cả đàn ông và phụ nữ, nhưng thường thì đàn ông sẽ ngoại tình nhiều hơn phụ nữ. Khi có mối quan hệ ngoài luồng, nhiều người thường bao biện cho mình nhiều lý do khác nhau, nhưng dù là lý do gì đi nữa thì họ sẽ gánh chịu những quả báo cực kỳ nặng nề. 1. Quả báo cho người ngoại tình là suốt đời sống ở đáy xã hội, bần cùng, chẳng ngẩng đầu lên được, danh dự, sự nghiệp đều mất hết. 2. Nhà tan cửa nát, vợ chồng, con cái ly tán, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình mạ, với đàn ông thì sự nghiệp tiêu tan, với phụ nữ thì cả đời sống trong phỉ nhổ. 3. Con cái sẽ gánh chịu những lỗi lầm mà cha mẹ gây ra, con cái rất dễ hư thân, xa vào những tệ nạn, cha mẹ làm việc xấu thì chắc chắn con cái không thể nào sống yên ổn được. 4. Có câu nồi nào úp vung nấy, người có nhân phẩm kém sẽ gặp phải người không ra gì, người có tư tưởng đạo đức kém sẽ vớ phải người có nhân cách tồi tệ nhất. 5. Mang tội bất hiếu với người sinh thành ra mình, đây chính là quả báo mà người ngoại tình chẳng bao giờ quên được. 6. Những người ngoại tình dễ bị bệnh, do lo sợ chuyện xấu bị phát hiện, sức khỏe, tinh thần của họ bị sa sút. 7. Cuối đời không một đồng xu dính túi, con cháu xa lánh, mỉa mai. 8. Người ngoại tình dễ bị bệnh tật, do lo sợ chuyện xấu bị phát hiện, nên sức khỏe của họ lúc nào cũng dễ dàng bị sa sút. 9. Nếu có con cháu, cuộc sống của chúng sau này sẽ vô cùng bấp bênh, ở nhà cãi vã tranh giành với nhau ra đường bị tiểu nhân hãm hại, dù có giỏi giang cũng không thể làm nên sự nghiệp. Khi phụ nữ phát hiện ra chồng ngoại tình thì hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhiều người nghe tin chồng ngoại tình thì làm ầm lên, đòi kiểm tra điện thoại chồng, có người năn nỉ, van xin, khiến bản thân trở nên kém cỏi trong mắt chồng. Là phụ nữ biết chồng ngoại tình thì nên yêu bản thân mình hơn, loại đàn ông đã lên giường với người đàn bà khác, không xứng đáng để bạn phải rơi nước mắt, hãy độc lập kinh tế, xách vali đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Vâng, trên đây là những chia sẻ hết sức tâm huyết của Minh Đường Tử Vi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.